Tạnh mưa ra vườn chơi các bạn ơi. Trời còn mù mù mưa râm râm nữa các bạn. Cái dưới nè các bạn, dưới quang nè các bạn. Hồi xưa bứng cây này về ở ngoài biển đó các bạn à. Cây này ngoài biển đó. Bứng về trồng. Giờ nó có trái nè các bạn. Ổ chim nè các bạn ơi. Chim làm cái dứa nè các bạn. Nó làm cái dứa nè. Đó, con chim bay ra đó. Mới bay ra các bạn. Có trứng các bạn ơi. Có trứng. 4-5 trứng gì bắt các bạn có ăn ơi. Chính nè các bạn, chính nè các bạn. Bốn năm trứng vậy các bạn ơi. Hồi đây cho nên nó ấp nha các bạn. Mới bay đây nè, kêu nè.